Sáng nay, Đảng bộ xã Ông Đình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Khoai Châu chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn huyện. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Ông Đình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc phát triển kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 24 đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ đều đạt ở mức cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và các chế độ chính sách an sinh xã hội được chăm lo thực hiện đầy đủ. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Xã đã huy động nguồn lực được trên 120 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với hệ thống điện, đường giao thông, trường học khang trang kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 64 triệu đồng một năm. Các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy xã luôn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Tại đại hội, xã Ông Đình đã đề ra những mục tiêu giải pháp trong nhiệm kỳ tới là thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh, đồng thời là địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, được chọn xây dựng điển hình cấp huyện.